chào mọi người, mình là Hoàng Anh, trưởng nhóm của team IB Direct trong đợt thi 48 giờ đợt này. Thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với anh em về những khó khăn của team mình trong đợt quay vừa rồi. Thì nói chung là xung quanh ba yếu tố chính, đầu tiên là về yếu tố về đề bài, liên quan tới người dắt chó. Nói chung là mình đã cố gắng khai thác kịch bản làm sao để ít thấy cảnh chó nhất có thể, tại vì khi mà dính dáng với một con vật trong một phim, nhất là con chó hoặc con mèo, thì cần thứ nhất là yếu tố đầu tiên bạn cần phải là quen được nó và thân được nó. Thứ hai nữa là rất khó để đảo một con chó hoặc là một con mèo làm theo một hướng dẫn để nó ra được cái nước của phim. Đó là thử thách đầu tiên. Thứ hai là về thời tiết thì team mình khá gặp khó khăn vì gặp trời mưa. Cái thứ hai là môi trường xung quanh, dẫn tới là đa số các cảnh quay của phim mình phải dồn vào ban đêm, thế là không đa dạng cho lắm. Và yếu tố thứ ba là do team mình thì ít người và đa số là những người trẻ nên kinh nghiệm chưa nhiều và các vị trí còn thiếu, nên là cái tiến độ của bộ phim không được nhanh như mình mong đợi ban đầu. Nhưng mà mình mong 48 giờ thì nó sẽ là một cái sân chơi cho team mình có một thời gian ở bên nhau, làm quen nhau, biết thêm nhau và chia sẻ đam mê. Vui là chính. Xin chào mọi người, mình tên là Ánh Nguyệt, là diễn viên trong nhóm RB Direct tham gia vào dự án 48 giờ. Vậy mà bình thường anh nói với em, anh thương nha, anh thương em là gì? Lúc đó là team tập trung ở RB Direct là studio, là lúc đó gần 10 giờ thì team random quá trời ý tưởng, xong rồi cuối cùng chốt là tới tận 2 giờ mấy thì mới chốt được một cái ID kịch bản. Xong rồi có những anh là không ngủ được, là phải thức cả đêm để chỉ để suy nghĩ tới cái concept như vậy. Thì nói chung là rất là đáng nhớ, và tụi mình cũng tiêu hao một lượng khá lớn monster để cho cái đêm này. Who let the dog out?